Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa TV. Thưa quý vị, Son Heung-min là niềm tự hào của Hàn Quốc, thậm chí có thể nói là cả châu Á về bóng đá. Trong lịch sử bóng đá, đã làm gì có ngôi sao phương Đông nào được trở thành trụ cột, trở thành thủ quân của một câu lạc bộ có tiếng tăm tại Premier League như Son Heung-min đâu cơ chứ? Có lẽ chẳng cần phải có một danh hiệu lớn như Park Ji-sung thì Son Heung-min cũng đã xứng tầm ngồi chung mâm với người đàn anh rồi. Và để có được tài năng được tất cả mọi người nể phục công nhận, Son Heung-min thừa nhận rằng sự kỷ luật mà cha đã rèn luyện mình từ nhỏ đã tạo nên anh của hiện tại. Thậm chí đội trưởng của Tottenham Hotspur còn dùng từ khắc nghiệt để mô tả về quãng thời gian đó. Nhưng thành quả nhận lại thì hoàn toàn xứng đáng thôi. Tuy nhiên mới đây bố của Son đang vướng phải một rắc rối khá lớn liên quan đến việc giáo dục của mình. Cụ thể trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Sáu, ông Son Heung-jung và con trai Son Heung-yoon đã bị buộc tội lăng mạ đánh các học viên trẻ trong học viện bóng đá do chính ông điều hành. Ngoài việc bị phạt số tiền tương đương với 1.700 bảng, bố và anh trai của Son Heung-min cùng một huấn luyện viên khác phải hoàn tất 40 giờ tập huấn chống ngược đãi trẻ em. Các bị cáo có một tuần để kháng án. Sau khi bị tuyên án, ông Son Heung-jung đã gửi lời xin lỗi trước tòa. Ông khẳng định đội ngũ huấn luyện viên ở học viện chưa bao giờ có phát ngôn hoặc hành xử không dựa trên tình yêu với trẻ nhỏ. Đầu tháng 7, tờ Yonhap đưa tin bố chân sút nổi tiếng xứ Hàn và hai huấn luyện viên của học viện bóng đá đã bị triệu tập thẩm vấn. Ông Son Heung-jung bị tố cáo lăng mạ, còn hai huấn luyện viên, trong đó có một người là anh trai của Son Heung-min, bị cáo buộc đánh đập học viên. Nguồn tin cho biết bố mẹ học viên đã nộp đơn khiếu nại từ tháng 3 khi phát hiện đùi con có vết thâm tím sau chuyến đi tập huấn ở Okinawa, Nhật Bản. Học viện bóng đá Son được thành lập vào năm 2021 với sự đầu tư lớn từ Son Heung-min. Chân sút của Tottenham Hotspur được cho là đã tài trợ phần lớn số tiền cho dự án trị giá 15 triệu euro. Phụ huynh này cho biết một huấn luyện viên đã cầm cờ phạt góc đánh vào đùi con trai hôm 9 tháng 3 và vết thương phải 2 tuần mới lành. Học viên nói với cảnh sát rằng huấn luyện viên bắt anh và các học đội chạy từ cột gôn tới giữa sân trong vòng 20 giây sau khi họ thua một trận đấu. Khi không hoàn thành trong thời gian quy định, họ bị phạt chống đẩy và bị đánh vào mông. Học viên cho hay bị ông Son lăng mạ vì mắc lỗi trong quá trình tập luyện. Huấn luyện viên thứ hai bị cáo buộc đánh học viên vào các phần khác của cơ thể trong phòng ký túc xá. Chia sẻ với hãng tin Yonhap, bố học viên nói rằng vô cùng thất vọng khi con trai bị ngược đãi. Tôi rất tức giận khi nghĩ về cảnh con trai. Nó chắc hẳn đã rất sợ hãi. Tôi quyết định báo cảnh sát bởi không muốn có thêm trường hợp tương tự. Những cáo buộc này xuất hiện từ ngày 26 tháng 6 khi bố của Son Heung-min tham gia một sự kiện ký tặng sách ở Seoul. Ngoài quản lý học viện bóng đá, ông Son còn là tác giả cuốn sách bestseller về hành trình huấn luyện con trai trở thành một trong những ngôi sao hay nhất thế giới. Thực ra thì ông Son có lẽ không sai và sẽ rất thành công với phương pháp giáo dục của mình nếu là cách đây 20 năm. Nhưng có hai điều mà ông đã sai so với thời đại. Thứ nhất, đó là không phải là con trai ông nên các hình thức kỷ luật đặt ra trở nên cực kỳ nhạy cảm. Ngoài ra thời đại bây giờ đang càng ngày càng hạn chế các hình thức giáo dục quá khắc nghiệt. Chúng ta đang ở đầu thế kỷ 21, thế kỷ được xem là kỷ nguyên của nền văn minh và lối sống nhân văn. Nghề dạy học được xem là nghề trồng người với bao vinh dự và vinh quang của nghề. Ai cũng đều qua thời đi học và bất cứ ai trong nghề dạy học cũng đều biết những nỗi vất vả của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người ấy. Nếu học sinh chăm ngoan thì các thầy cô nhàn hạ, nhưng nếu học sinh hư, quậy phá, không chịu học thì sẽ làm phiền não thầy cô và từ đó có thể phát sinh những hệ lụy không hề nhỏ. Trong giáo dục, yếu tố cảm hóa và thuyết phục người học luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ sư phạm và nghệ thuật giáo dục không cho phép sử dụng vũ lực với học sinh. Trong nghệ thuật ấy, để giáo dục học trò của mình, yếu tố quan trọng nhất cần hiểu đúng tâm lý người học để có sự răn dạy, khuyên bảo và cảm hóa thích hợp. Đặc biệt, sử dụng cái uy của người thầy là một trong những yếu tố quan trọng cho việc cảm hóa, giáo dục học sinh. Về mặt tâm lý mà nói, thì các học sinh thường sợ các thầy cô giáo hơn là cha mẹ mình. Tuy nhiên, trong quá trình học tập cũng có những học trò rất ngang bướng, rất ngang ngược, không những không chịu học mà còn gây ảnh hưởng tinh thần học tập của cả lớp. Vậy các thầy cô giáo cần phải làm sao khi có những học sinh như vậy? Lẽ đương nhiên, ban đầu các thầy cô cần thiết nhắc nhở, dùng lời lẽ ăn cần khuyên nhủ. Trong cách thức đó, việc dùng những lời lẽ như thế nào để lay động, thức tỉnh và khiến học trò phải đau đáu suy nghĩ lại, đó là rất cần thiết. Bởi lẽ người xưa đã có câu, lạt mềm buộc chặt và lời nói sắc như lưỡi dao. Tuy thế, không phải trường nào cũng có thể cảm hóa giáo dục được học sinh do tính cách và nhận thức của em là rất khác nhau. Do đó, đối với học sinh hư, cá biệt, khi đã được nhắc nhở nhiều lần mà vẫn vi phạm thì cần thiết xử lý bằng đòn roi. Các cụ khi dạy con thường nói rồi, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì thế, nếu các thầy cô xử phạt đòn roi học sinh với tâm thế như là một sự thể hiện tình thương giáo dục của người làm cha mẹ đối với con cái thì rất nên làm. Bởi lẽ việc xử phạt này còn có tác dụng răn đe và phòng ngừa các trường hợp khác. Tuy nhiên, việc xử phạt đòn roi ở đây
chỉ được coi như một biện pháp mạnh ở một mức độ nhằm răn đe. Thực chất là đánh đòn vào tâm lý, lòng tự trọng và sĩ diện của học trò, chứ không phải là đòn đau về mặt cơ thể, theo hướng gây bạo lực. Đây là tình huống sư phạm rất khó và nhạy cảm, và ranh giới cũng rất mập mờ. Đòi hỏi người thầy, người cô phải có khả năng xử thế thích hợp, nếu không sẽ gây ra oán thán từ phía học sinh và phụ huynh, gây hệ lụy về mặt xã hội, đặc biệt là những điều cấm của nghề. Bởi lẽ chỉ có những ai trong nghề và công việc dạy dỗ mới có thể hiểu được hết sự khó khăn và vất vả của nghề dạy. Thực tế, trong một bài viết nói về thầy Hát ở thành phố Hồ Chí Minh, thì việc thầy Hát dùng cây gậy là một đoạn ống nhựa đánh vào mông học sinh là gây đau đớn cho học sinh. Tác giả của bài viết đã gọi đó là cây gậy thần kỳ. Bởi lẽ sau đó học sinh đã học chăm ngoan hơn, và thực tế thầy Hát đã từng có nhiều học sinh thuộc dạng là học sinh giỏi quốc gia. Vì thế đây cũng là một gợi mở, đề xuất kiến nghị nên cho phép các thầy cô có thể xử phạt đòn roi học sinh ở một mức độ nhất định nếu học sinh đó gây ra phiền toái đến cả lớp học và nhiều lần không chịu nghe lời khi đã nhắc nhở. Một người thậm chí bình luận: đánh như thế là sai sao? Những đứa học trò bị đánh thường dễ thành đạt. Ngày trước tôi cũng bị cô chủ nhiệm tát cho một cái và nói: học dốt như em ấy mà cũng vào lớp chọn à? Tôi nhớ mãi, lúc đó buồn lắm. Nhưng giờ khi trở thành giảng viên đại học lại nhớ cô và biết ơn cô. Cô Nhuộm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thanh Hóa. Em nhớ cô lắm. Lời bình luận đó của một giảng viên đại học khiến chúng ta không thể không suy nghĩ. Cùng với đó, một người khác bình luận: trước khi bắt thầy Hát kiểm điểm, nhà trường hãy hỏi ý kiến học sinh của thầy xem các em có phản đối cách làm này của thầy hay không đã. Đừng quy kết ngay cho thầy Hát là bạo lực. Có thể thầy chỉ là dọa. Dọa là chính thôi. Chứ đánh bằng ống nhựa vào mông thì có gì nguy hại đâu. Ngày nhỏ tôi đi học lớp 1, viết chữ xấu, thầy bắt để tay lên bàn, lấy thước, vụt, bắt viết lại nhiều lần, nên lớp chúng tôi ai viết chữ cũng đẹp. Chúng tôi rất quý trọng thầy, chứ chẳng ai trách móc hay ghét thầy cả. Khi đã trưởng thành, chúng tôi hay đến thăm và cảm ơn thầy. Có thể nói đây là những lời bình luận rất tâm huyết, thể hiện một cái nhìn khách quan về sự việc mà chúng ta cùng nhìn nhận. Tuy nhiên, việc xử phạt bằng đòn roi đối với học sinh chỉ là bất đắc dĩ. Bởi lẽ hơn bao giờ hết, sự cảm hóa đối với học sinh với cách giáo dục bằng cái uy của người thầy vẫn cần đặt lên hàng đầu. Để có được cái uy đó, các thầy cô phải giữ cho mình sự chuẩn mực, đức độ trong lối sống, giữ đúng kỷ cương và nghiêm túc trong mọi hành động, hiểu và nắm bắt đúng tâm lý học sinh để thể hiện đúng mực. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện và video tiếp theo.